Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Ngọc Trần Studio. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì hãy để lại một subscribe ủng hộ mình trong những video sắp tới. Cách đây không lâu thì mình có làm video chia sẻ đến cho các bạn một chiếc máy của dòng Tube Gaming, đó là chiếc Tube Dash F15, và lâu lâu hơn nữa thì có là chiếc Tube A15. Nhưng mà các bạn vẫn muốn có một sản phẩm có chip Intel Core i7 với nhiều nhân nhiều luồng hơn so với việc là chip Intel Core i7 chỉ có 4x8 luồng trên chiếc Tube Dash F15. Nên hôm nay thì mình sẽ mang tới cho các bạn một sự lựa chọn đó với nhiều trang bị hấp dẫn. Đây chính là chiếc TOF Gaming F17. Chúng ta sẽ có chip Intel Core i7 8x16 luồng, bla bla các thứ. Nhưng nói chung là cụ thể như nào thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ nhá. Và TOF Gaming, Tube Gaming, mình quen gọi Tube rồi các bạn ạ. Cái đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn về chiếc Tube Gaming F17 này, đó chính là về cấu hình trang bị chip của nó. Bởi vì sao? Bởi vì với chiếc Tube Dash F15 lần trước ấy, là một con máy mà mình cũng đánh giá rất cao trong khoảng gaming rồi, thì có một vài anh em comment bảo là với 4x8 luồng thì khi các bạn ấy muốn lập trình game hay là xử lý nhiều tác vụ cùng lúc chia ra nhiều màn hình thì nó sẽ hơi đuối. Thì đây sẽ là một chiếc máy mà nó sẽ mang tới cho các bạn những trải nghiệm rất rất ngon, bởi vì nó sẽ được sở hữu con chip Intel Core i7 11700H 8x16 luồng chạy trên tiến trình 10 nanomet với xung nhịp cực kỳ cao, giúp cho các bạn có thể thoải mái chiến game nặng này hay làm việc đa tác vụ cực kỳ thoải mái. Với số điểm benchmark mình chấm được từ Cinebench R23 thì cũng rất cao, 1480 điểm đơn nhân và 12196 điểm đa nhân. Và ngoài nhiều nhân nhiều luồng, xung nhịp cao thì có một yếu tố nữa mà có lẽ các bạn cũng sẽ quan tâm nhiều ở trên chiếc Tube F17 này, đó chính là vấn đề nhiệt độ trên nó sẽ như thế nào. Thì mình cũng đã chiến thử một số tựa game ở trên cái chiếc máy này, ví dụ như là PUBG, Horizon Zero Dawn ở max setting thì nhiệt độ CPU nó cũng sẽ chỉ loanh quanh ở dưới 80 độ mà thôi. Và ngay cả khi mình chấm Cinebench R23 ép CPU phải chạy 100% trong thời gian dài thì nó cũng sẽ chỉ lên tới là sấp xỉ 90 độ. Đây rõ ràng là một mức nhiệt độ trên hiệu suất rất ngon mà con chip Intel Core i7 11700H mang lại trên chiếc Tube F17, khi mà nó được kết hợp thêm với cái quạt Endplate thế hệ mới mang lại cái khả năng hút gió, thổi gió tốt hơn, mà độ ồn thì nó cũng sẽ nằm ở mức tối thiểu nhất. Ngoài CPU ngon thì TOF F17 cũng sẽ được trang bị card đồ họa NVIDIA RTX 3050. Một số tựa game mình đã test trên sản phẩm này thì sẽ có là 73fps cho PUBG, 46fps cho Horizon Zero Dawn, 67fps cho Apex Legends và 130fps cho CSGO. Tất nhiên đây là kết quả khi mà mình test ở Medium setting, còn anh em muốn có FPS cao hơn để trải nghiệm mượt mà hơn thì có thể hạ setting xuống đôi chút nhé. Sau khi đã cùng nhau tìm hiểu về cấu hình, con chip được trang bị, card đồ họa được trang bị như thế nào thì chúng ta sẽ đi đến với những cái trang bị khác trên cái chiếc máy này, đó chính là về màn hình. Thì cái tên của máy cũng đã nói lên được cái kích thước màn hình cho chúng ta biết là bao nhiêu rồi, Tube Gaming F17. Thì chiếc máy này sẽ được sở hữu màn hình với kích thước là 17,3 inch Full HD IPS, tần số quét thì sẽ đạt là 144Hz và hỗ trợ công nghệ Adaptive Sync cho trải nghiệm chơi game mượt mà. Mặc dù là được trang bị màn hình với tấm nền IPS, thế nhưng theo cái đánh giá của mình thì màu sắc trên màn hình này nó sẽ chỉ phù hợp nhất cho anh em khi mà sử dụng để giải trí xem phim hoặc là dùng để chơi game thì sẽ ok thôi, đặc biệt khi mà nó có tần số quét lên tới là 144Hz. Chứ nếu mà anh em tận dụng cái màn hình này để mà sửa ảnh, để mà chỉnh ảnh, để mà làm đồ họa thì nó không ổn lắm đâu. Nếu như mà đã làm những cái tác vụ đó thì các bạn nên kiếm thêm một số những màn hình phụ chuẩn màu để xuất ra bên ngoài thông qua cổng HDMI nhé. Màn hình của Tube F17 thì cũng sẽ được trang bị viền Nano Edge rất mỏng, nhưng chúng ta vẫn sẽ được tích hợp webcam ở phía trên đây để tiện cho việc hội họp chứ không bị cắt giảm như trên mẫu Tube Dash F15. Đồng thời chiếc máy này cũng sẽ được tích hợp mic với công nghệ chống ồn AI 2 chiều để có thể đảm bảo được giọng nói của chúng ta khi mà đàm thoại sẽ luôn luôn là tốt nhất. Và cũng nhờ kích thước lên đến là 17 inch, thế nên Tube F17 có khu vực mặt C rất lớn. Nhờ vậy mà chúng ta sẽ có đây là khu vực bàn phím full size với hàng phím 5 bass cực kỳ tiện lợi. Cảm giác gõ trên phím thì vẫn rất ổn, hành trình đủ tốt và touch bar nhạy mượt giúp chúng ta có thể thoải mái hơn khi mà sử dụng. Mặt A của Tube F17 vẫn sẽ có thiết kế quen thuộc giống như trên chiếc Tube F15 mà trước đó chúng ta đã thấy. Bên dưới thì vẫn sẽ có những đường cắt xẻ với họa tiết tổ ong giúp máy lấy gió tản nhiệt tốt hơn. Và khi nhìn vào cái mặt D mà nó bị cắt xẻ nhiều quá thì các bạn sẽ cảm giác là nó yếu đuối đúng không? Nhưng không hề đâu, con máy này vẫn đạt độ bền chuẩn quân đội được các bạn ạ. Và khi đã là một chiếc laptop gaming thì những cổng kết nối trên chiếc Tube F17 này nó cũng sẽ phải rất đa dạng. Chúng ta sẽ có đầy đủ những cổng kết nối ở đây như là cổng mạng LAN, cổng HDMI, cổng USB-A, cổng USB-C hỗ trợ công nghệ Thunderbolt 4. Đây cũng chính là cái đặc sản mà con chip Intel Gen 11 mang lại cho chúng ta trên cái sản phẩm này. Và cuối cùng đó là jack cắm tai nghe 3.5mm kiêm mic để cho các bạn có thể cắm tai nghe
cộng với mic đàm thoại ngon lành, đúng không ạ? Tóm lại với Top Gaming F17 thì đây rõ ràng là một chiếc laptop nó mang lại cho chúng ta rất rất nhiều những cái thứ tiện lợi, những cái thứ hữu ích hơn. Như là màn hình lớn để giúp cho các bạn có nhiều không gian hơn khi mà chơi những tựa game thế giới mở. Như là chúng ta sẽ có thêm cái hàng phím 5 bát để cho các bạn có thể phục vụ những công việc liên quan đến nhập liệu. Như là chúng ta sẽ có một cấu hình mạnh mẽ với chip Intel Core i7-11700H 8x16 luồng. Còn các bạn thấy sao? Các bạn có hài lòng với chiếc Top Gaming F17 hay là không? Hãy comment để lấy ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video này của mình thì dừng lại tại đây nhé. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên để một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của Ngọc Trần Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.